Ngô Kiến Huy bị tai nạn nặng trên đường đi diễn về. Tối 30 tháng 3 năm 2010, Ngô Kiến Huy cùng quản lý của mình là Quang Trí và dàn diễn viên múa phụ họa trở về Hà Nội sau phần biểu diễn sôi động ở thành phố Hải Phòng. Khi chiếc xe chở anh và đoàn tùy tùng chạy qua địa phận Hưng Yên, do tài xế buồn ngủ, trong một phút không tỉnh táo đã bất ngờ lao thẳng vào một bùng binh ở giữa ngã tư. Phần đầu xe nát bét và bốc cháy. Tất cả những người có mặt trong xe vào thời điểm đó đều choáng váng và bất tỉnh. Duy chỉ có một mình Ngô Kiến Huy đủ tỉnh táo để mở cửa xe chạy ra ngoài. Theo lời kể lại của người quản lý, sau khi xe bị đâm, không ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Và khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên xe cứu thương chạy vào bệnh viện gần nhất tại Hà Nội. Tại đây, Ngô Kiến Huy được chẩn đoán là chấn thương vùng ngực và lệch quai hàm dưới, do vậy một vài chiếc răng bị lung lay. Trong khi đó, quản lý của Ngô Kiến Huy có phần nặng hơn, anh phải khâu 3 mũi trên đầu. Ngoài ra anh còn bị tụ máu trong đầu. Dù chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn kinh hoàng này, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy may mắn vì không bị thương quá nặng và ảnh hưởng đến tính mạng. Sau một đêm nằm viện, ngày 31 tháng 3, Ngô Kiến Huy cùng quản lý và vũ đoàn nhanh chóng ra sân bay, trở lại Sài Gòn để tiện việc chăm sóc sức khỏe. Sau tai nạn, Ngô Kiến Huy đã phải hủy tất cả show đã nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, tối 31 tháng 3, do là nhân vật chính trong một đêm diễn của Nokia cùng Đông Nhi tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, nên anh không thể hủy. Dù đi lại khó khăn và không nói được, nhưng Ngô Kiến Huy vẫn cố gắng xuất hiện trong chương trình. Anh hy vọng khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Xuất hiện trong đêm diễn, Ngô Kiến Huy không hát được nhưng vẫn đứng trên sân khấu và song ca cùng Đông Nhi, dù chỉ thỉnh thoảng mới hát được một câu. Hy vọng Ngô Kiến Huy nhanh chóng hồi phục và trở lại sân khấu trong thời gian sớm nhất.